Ok, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming này. Và bây giờ thì tiếp tục Khải sẽ soi đồ, tiếp tục cao thủ đường môn Hòn Thì Linh, mặt đường môn nha mọi người. Hôm nay đánh với mình top 2 tông kim, 65 mạng và 94 nửa bờ sơ, 33 tử vong và 12 liên chạm. Và anh em cùng chiêm ngưỡng set đồ của cao thủ này như thế nào. Nhìn vào thì anh em thấy rồi, một set ăn bang và một con phi dân là khá là khác. Chúng ta cùng xem set đồ thử. Một set ăn bang dây 16, dây 16 đây, giá trị 16 này, một nhẫn 29, một nhẫn 26, một ngọc bội 27, một set đăng bang mọi người. Set đăng bang này thì ở server này thì tầm giá khoảng tầm 7 triệu quay đầu nha anh em, 7 triệu quay đầu nha anh em. Set này gọi là set tầm trung á, nên là 7 triệu quay đầu nha anh em. Đó, trước mắt chúng ta thấy set đăng bang 7 triệu quay đầu, Khải nghĩ tầm 7-8 triệu quay đầu. Còn thì chắc mua như ở server bên kia qua không rõ lắm, nhưng mà Khải nghĩ nó chúng tầm 7-8 triệu quay đỏ thôi nè. Rồi, đó đầu tiên chúng ta sẽ xem bang. Đến con ngựa, con ngựa hiện tại đang sở hữu mình con ngựa kháng tất cả 2%, phi dân 2% anh em. Con ngựa này thì ở server này thì Khải nghĩ so với hiện tại bây giờ thì nó chỉ còn tầm 1 triệu thôi nè, 1 triệu con ngựa này, hay có thể là 1 triệu hơn một chút đó. Tại vì những con ngựa này thì trong bang Khải cũng có bán và có mua, có bán có mua. Thì dao động những cái vật phẩm trong server này thì Khải cũng đã nắm cũng được hơn 80%, nên là tùy theo người mua và người bán thôi. Còn con ngựa này Khải nghĩ thì nó tầm 1 triệu hơn, hay 1 triệu, 1 triệu 1, 1 triệu 2 quay đầu thôi nha anh em. Đây, tiếp đến một cái nón. Cái nón kháng họ cho 40 sinh lực lực quá hợp lý, sinh lực lực cao. Một bao tay 40 9, một tay nữ rồi lá cho mình 40 chạm và 9 phòng thủ mà thôi. Một cái áo 19 40 và hiện tại đang có mình 80 chón. Hiện tại đang có mình 80 chón, áo này cũng khá là đẹp. Áo này qua chắc luôn 40, 19, 40 sinh lực một lực. Một đai lưng 13-40, 13-40. Và cái này là 9-40. Đôi giày, đôi giày 17-30 thì hiện tại này đang có như mình khoảng là 115 chậm anh em. Lượng phòng thủ thì không được cao lắm, lượng phòng thủ thì 17 này, 13 là 30, 30 cái này 9 nữa là 39, 39 kèm với gia truyền này thì này phòng thủ không được cao cho lắm anh em. 39 kèm với này được 5 máy thôi, 5 máy mà trừ khoảng 20 âm đi thì này chỉ dương phòng thủ khoảng 35, nói chung là dương tầm 30 thôi anh em, dương tầm 30 khá là ít. Và đang sở hữu mình một cái nỏ 20 40 50. Và cái nỏ này thì cũng khá là có giá ở server này anh em ơi. Rồi, nói chung thì tổng set đồ này Khải thấy thì cái nỏ này cũng khá đẹp mắt nhất trong set đồ và set đồng bang con ngựa. Thì trong ngựa này 1 triệu sẽ bằng khoảng 7 triệu. Nó này khoảng tầm 3 triệu rưỡi 4 triệu đi. Thì 10 triệu này, 11, 12. Rồi, nói chung tổng set đồ này trên dưới gần gần 15 triệu nè, gần 15 triệu. Và hiện tại đang sở hữu cho mình là 3 kỹ năng vốn có nè, từ Phi Phong và 2 kỹ năng vốn có từ Càn Khôn. Rồi, anh em xem video này đừng quên ủng hộ cho Hoàng Thị Linh. Một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi, cũng như ủng hộ video Khải nha. Anh em thích soi đồ cao thủ nào, cứ việc comment bên dưới. Ở lần sau Khải sẽ tiếp tục soi những cao thủ bên dưới cho anh em xem nha, nếu như họ có cơ hội lên top tông kim nha anh em. Ok, cảm ơn em rất nhiều.